bọn bắn như này thì đúng là Trần Văn Hách vợ bằng con cụ luôn, theo mấy Vương nghỉ rồi. Rồi còn mấy ông nữa, cố gắng nào các bạn. Hay quá. Mấy thằng này nó bắn toàn phát một là bị là ổn mà. À, khó chơi thật đấy. Khó chơi vãi nổi là. Mình mua ấy đâu, không đủ tiền để ấy chứ. Mấy cái này nữa. Ảo ma Canada, ảo ma Canada vãi nổi bên kia. Bây giờ nó chỉ hiện có bốn thằng bên kia thôi. Đây nó chỉ hiện có mỗi bốn thằng à, còn một thằng thì không hề biết ở đâu rồi. Mình chỉ biết là có một thằng ở bên này thôi, còn lại thì mình không. Bên này động mẹ e này nữa, bên này bắn xịt chứ nhở, này còn để bắn xịt thế. Đậu xanh này nó kiếm ra bật tắt lại cái bắn thịt quá, bắn hơi bị xịt ở đây anh em ạ, không thua. Ô, ở trong này nó có cái vòng quay gì đây, vòng quay quỷ kiếm đẹp hết nhờ anh em nhỉ, quái quỷ dạ xoa này, pha mát quá phụ, 500 vàng, hộp bảo quyền, một đường quay 9 kim cương. Vòng quay này hộp hỏa quyền này đẹp phết nhỉ, nắm đấm hỏa quyền à, còn vòng quay này có vẻ được đấy, nhưng mà khả năng phải mất đến vài nghìn kim cương mình mới quay được, các bạn tin không? Đâu mà phát lộc, anh em cứ yên tâm. Lên, bọn này bắn toàn ảo ma Canada không à? One shot mới cho one kill. Bên này có người hả? Thôi rồi. Phải nổi à, nó mua hai quả bom nó ném, đéo hiểu luôn ạ. Hai bạn ơi. Cứu này, cứu được này. Khá là đầu game mà đã ném bom rồi, vãi nổi thật, nó hiểu kiểu gì luôn ạ. Đồng thế. Ồn quá. Tắt tiếng cái gì nghe nó rõ cái. Không nhìn thấy gì mà bắn cả ấy. Nghe nó cứ đưa 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 đưa. Sao lần này hiện lên có hai thằng này? Hả? Cần tìm người để học về. Trời ơi, bắn cứ bị ao leo thở mấy ao ấy này thì căng nhỏ. Không sao, mình phải làm quen với cái này đã. Bên này có người, một thằng bên này nữa này. Ý, bên này. Đấy, một viên ạ. Này nó bắn toàn một viên đúng không ạ?
Ném bom mà con, ném bom ngu à? Một pha ném bom ngu bên này, bên này hay quá, bạn này ném được, ném quả 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 lát được đấy. Bên kia không sao, tí nữa tôi lật kèo cho. Bắn khẩu như xịt vậy, đậu má này nó nữa. Hôm nay có vẻ bắn xịt rồi, không bắn được nữa, không hiểu tại sao luôn. Lee Harry thì có mỗi hai thằng ở bên kia không, còn lại đéo thấy, đéo rõ, đéo rõ vị trí của nó ta luôn. Ok, bò đi bạn ơi, bò vào. Bên kia có hai thằng kìa, bên này có một thằng. Ui giời ơi mẹ, bọn này toàn bắn một viên nữa, vậy nhìn thật. Toàn on shot on viên thôi. Các bọn này đang xài hack của mình nhé. Mấy nhóc này đang xài hack của mình rồi. Hack của mình để bắn chính mình à. Được được được, khá đấy khá đấy. Bây giờ đéo được bắn mấy luôn ạ. Nó cơ hội được bắn luôn ạ. Đen vãi nổi à, tim đen thật. Thì bên kia có hai thằng, còn lại không biết hai thằng kia đi đâu không biết. Bên này hai thằng này đang bầm luôn. Có bom đấy, chó này. Đậu má là mày, thằng này hack rồi. Thì mấy thằng này nó hack chắc luôn á. Hack AI lên nữa. Rồi, một viên kìa. Xong hết rồi. Mấy thằng này tìm nó hết.